đi đi hay mà kia đó 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 thôi 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 không gì đâu thôi ăn luôn nha, vị vị nó ăn rồi thôi 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 táp luôn nha, đó nó gị nè nha, đó 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 thôi 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 con gì đây ăn lại nha, đó dính nè, đó thôi 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 cá rô của nhà em ơi. Tôi không kém đâu nha, tôi không cá rô, tôi không cá rô nha em ơi. Táp luôn nha, đó nó gị nè nha, đó 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 tàu ủ rồi tàu rồi con gì đây, ôi ôi con cá rô khuy nha, nhóc con cá rô khuy, trời ơi cá rô khuy bành chi luôn nè, ôi ôi con cá. Ôi ôi quá đã nha. Ôi ôi. Hết hồn. Nhóc mà anh táp bay hết hồn. Okay. Cá quá đã. Rồi mình nhấp nhấp một dế mà cá rô phi ăn đó nha. Rồi thôi anh gỡ. Hôm nay anh bay lên táp còn bự quá. Ăn luôn nha, đó thô cá rô nữa nha em. Ô cá rô bài táp em quá đã. Ô cá rô nha, quá phê nha, thôi anh gỡ dế. Yeah. Phụ nữ dính cá rô cả nhà, dính cá rô bự kia nè, rồi thằng kia là ôm sùm. Câu kinh nhỏ này. Đó, dính dính ô cá rô bự cả nha. Đó. Ôi ôi cá rô bự ghê không cả nhà. Ê, coi cá rô kìa. Trời ơi, quá đã. Đó, có bà chị chỉ câu nè, bà chị nè cao thủ ha. Chị bà chỉ cho câu nè. Mình nhấp gì là nó có cá là bay lên táp nha. Đó đó cả nhà thấy nó lên nè. Để mình dụ lại cho nó lên nè. Câu cá rô mình sướng vô đó nha, nhấp cá rô thì cảm giác đó. Có là đó tôi không kém thôi nha, tôi không cá rô, tôi không cá rô nha ai bao anh dính cá rô chào bá luôn. Ôi ôi cũng cá rô nha, hết hộ cá rô luôn ơi. Nói có là nó táp nha, táp không kịp máy, nhiều khi quay không kịp với nó luôn á. Cá rô quá đã, cá rô cả nha. À. Ôi rồi cá rô con trâu lòng hóc đó, đã quá hay nha. Thôi dạ anh dân lấy anh vô trộn không, ôi thôi ơi dính cá nha. Wow, quá phê trộn cá gỡn hết luôn nha, dính đâu à, dính đó luôn à, nay mà có trùng là dính phù phì dữ lắm á. Cá của anh ta rộng con, cái chừng cái câu dính nó trúng nó kìa, lấy qua.
Để nhấp nhấp cho anh táp cho anh đã. Dế chứ cầu nhảy. Ăn luôn hả? Trời ơi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, dính nó mà dính cây rồi. Nhấp nhấp cái này à. Em để gì nó dướng. Em cây dưới nhấp nhấp á, để gì luôn. Ừ, quầy kia hoài ngay chỗ nãy luôn. Đi hết cằn ra làm gì cầm gì sao giật. Vậy sao dính đi. Nhích ra hoài tí nha. Trong này dương quá. Hoài hả nó mang. Hoài nó không ăn nha. Đó, 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 đó. Ôi ôi, xảy con chà bá nữa nha em ơi. Xảy con chà bá. Lên ngày này lên trúng hàng rô phi rồi nha. Ờ. Nó đã. Ồ, nó thấp ghê cái nha. Táp hụt đó nha. Ăn lại nha. Đó, dính nè. Đó, thù 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 cá rô của nha em ơi. Ồ con cá rô bự hơn con nãy nữa. Ôi ôi quằn cái cằn luôn. Anh táp hụt cái đầu rồi. Ôi con cá rô. Con cá rô rồi nha. Con cá rô. Ú nu nặng đó. Này cái rô đồng này phải nói luôn cả nha. Quá đã. Cần nhìn bằng bàn tay mình luôn cả nha. Ừ, táp hụt cái đầu rồi chứ. Thôi này gỡ. Đi nhấp có cá là chưa biết nha. Nhấp có táp ghê. Táp đã. Đó, ăn luôn đó nha. Ủa, ăn nhã. Đó, đó, nghe nhà thấy không? Đó, nó rút nè, đó. Thôi, rồi, xảy con bự nữa em. Ôi ôi. Uống ghê cái nha. Gấp giật quá. Làm lại nha. Rồi, xảy con bự quá. Biết còn con nào. Đó, còn cái nha. Bài táo. Nè, cái nhà thấy không? Mình dụ lên. Đó, cái nhà thấy không? Dụ lên táo. Thả xuống ăn luôn. Ăn luôn này nha. Đó, đó. Thù hộ làm con nữa em ơi. Xảy con làm con nữa. Ui ui, cái dở cẳng lên thôi cái nha. Cái rô. Cái rô, phải nói cái rô cái nha. Ừ. Nhấp trong này, trong mấy cái hốc này nha. Cái rô bự đã. Hình dở. Ăn luôn nha. Đó. Thả xuống vừa nhóc ăn luôn. Không. Chuồng mấy cái lùm này khó chịu quá nha. Khó lấy cá. Wow. Cá đá nè. Con nào mấy đá thiệt. Thành dở. Ăn luôn nha. Đó. Mày chạy nè, mày chạy. Đó, đó, ôi con cá kìa nha. Ôi con cá rô quá. Ôi ôi, nè. Ôi cá rô bự. Đã không nha.
dục dục qua nó ăn cả nha. Con nào nấy u nu đã quá đã thành gã giơ lên luôn coi. Rồi bển dính ruột phi nữa nha. Rồi rồi trúng ổ ruột phi rồi. Trời ơi làm gì giật dữ à, bắt nó đi chứ làm gì lâu lâu vô à. Nó ăn nè nha, đó đó có ruột phi hả, ruột đồng bự nữa nè, nhấp sát bờ nó ăn à. Quá ngon nha hình gã. Ăn luôn nha, đó đó đó. Có bự ruộng cá bự ghê cái nha. Ôi trời ơi. Ở đây nhà thấy một chậu cái bật cái bương ruộng lúa này. Cá bự ghê. Luôn thật luôn, đã nha. À, rồi đã nha. Thành đã. Ăn nha, đó kéo chạy chưa, nó kéo chạy không, rồi rồi chạy nha. Nó kéo chạy xuống xuống cầu 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 quá đá nha. Ồ cái ốc ruộng dính nào này đá. Ồ cá quá đá nha, thành gã. Đó đi ghi vô đó ăn luôn nha, đó ăn luôn á, thảy vô ăn luôn á, thảy vô nó ăn luôn đó, thảy vô nó ăn nó luôn nha. Ồ, cái đầu đã con nào cũng đã nha, con gà ăn nha, nó kéo chạy bên này, nó kéo nè, nó kéo nè, nó kéo nè, ruột đá nè, ruộng mà câu cái ruột cái này là đấy nha, hộp gà. Cá ăn nha, đó nhịp 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 ăn nha, gì đang chưa rút. Nước cạn quá cũng nhát à. Đó 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 nó tìm lại nha, đó con này bự, con này không nhỏ đâu, con này không nhỏ là có biết ngay mà nó tìm tìm nó không nhỏ mà. Quá đã nha. Cái gốc ruộng này cá ngon không nha. Rốt hết. Cá gà đó.
kéo vậy nó mới chịu ăn đó nha. Đó. Cứ kéo vậy nó mới chịu ăn nha. Áo nha. Đây, nó rồi ngon không? Rồi mềm không? Quá đã. Không gì cả. Ăn luôn nha. Vậy vậy nó ăn rồi. Tụ 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 tụ. Ô ô cô rùa mày nha. Ô tụ. Ô. Ô rùa mày. Quá đã luôn. Ừ. Quá đã. Quá đã không mập không thấy. Ô rùa mày. Ô. Không là câu rùa. Câu mừng rùa rùa dính rùa mày nữa. Quá khoai. Đã thịt dày ghê nha. Hên gã. Ăn luôn nha. Đó, đó. Còn còn còn. Chạy qua tới đây. Uống luôn mề nữa nha. Ăn đồ kia chạy qua tới đồ nọ. Ui cả. Quá đã nha. Hên gã. Ăn luôn nha. Thịt nó nhả. Đó, kéo ngược lại nha. Nó ngược cái lại nè. Đó, đó. Được cái là lấy nha. Mới nè. Hên gã. Ăn nha, đó. Nó gì nè, nó gì nè. Con nào nấy đá nè. Rồi. Đúng cái rô ruộng ngon cả nha. Quá đã luôn. Hên gã. Ăn nha, đó. Đó cái. Ôi ôi. Ăn nha. Đó, đó, nó ăn á. Nó ăn á, đó, đó. Ồ, đó, đó. Cái gì không biết. Ừ. Nay câu được cá. Cái này dinh nó nha. Cá linh gì đó. Cá này, cái gì? Cá dảnh. Cá dảnh hay gì vậy nha. Nay câu được cá này nữa chứ. Ăn nha, đó, đó gì đó, vụ vụ nó vậy nó ăn đó nha, dục 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 vô ăn, ngon, dở.
Gịch gịch như vậy cá. Đi đi hay mà kia. Đó, đó, đó. Thôi, thôi, thôi. Thôi, thôi, con gì đây. Thôi. Thôi, thôi. Thôi, thôi. Đó là quý nhà. Thôi, thôi, hàng kia từ gịch, từ gịch, từ gịch. Thôi, thôi, dán lên. Quá đã nè, có hút hai dốc ruộng này, có đồ phi nữa nha. Ăn giả. Ăn nha, đó, đó. Đó, đó. Đó, cái gì đấy? Thôi này, này mình đi nhấp, mình dính toàn nè. Sáu đồ phi rồi cái này cái gì, cái dảnh cái gì á, dinh cái dảnh không biết. Nên con ngộ thiệt. Mấy gốc ruộng nè ngon nha. Quá đã. Đây thành quả nha. Bên kia còn mấy con nữa. Mấy con nó cái rô của cả nhà, còn cái rô. Còn cái rô núc. Còn cái rô nha. Quá đã. Rô phi này. Rồi, thôi mình rút con nha. Để chồng mình đi.